Hello, xin chào tất Được. cả các bác đã quay lại với cửa hàng Kia Audio. Hôm nay cái gì đang set up một bộ dàn ở thành phố Bắc Giang anh em nhé. Thì với cái hình này thì sẽ là gồm một đôi loa, nó là 86 sao được chưa anh em, và đẩy cam KE, con này gọi là đẩy ke được chưa anh em. Cái này đấy là đẩy của khách anh em này đó, nhưng con này là ok anh em nhé, con này mạch này là ok được chưa anh em. Và cấu hình đây là vẫn là gồm một mic ADH và con vang V2 Plus. Thì mấy hôm nay là con vang V2 Plus này đang được giảm giá rất là ngon so với giá là 3.800.000 đồng một con ấy. Thì bây giờ để vào dịp sinh nhật năm kỳ thì có 20 con này anh em nhá. Nói chung là đợt này là có 20 con, đến hết ngày 26 tháng 10 sẽ là 2.800.000 đồng một con được chưa anh em. Với con vang JD V2 Plus này thì con này nó là giống như em bảo rồi, nó sở hữu màn hình cảm ứng điện dung là 3.5 được chưa anh em. Còn bộ mic ADH K2000 thì em hay ghép với những con vang JD KT750 và vang JD K V2 bản thường cũng như là V5 cho mọi người. Thì sẽ kết hợp đây là một có súp, nó là súp 50 của KME, nhưng là nó là sử dụng cho mình, nó là bát giờ xếp đít gù anh em nhé. Đấy, giờ xếp đít gù để cho anh em. Và đôi loa 40 là 86 sao, nội thất là bát tép BMC chất 750 côn dẹt. Đấy, bát chất côn dẹt để cho anh em. Thì đôi loa này thì trên kênh em cũng đã có nội thất chi tiết rồi, là 12 triệu rưỡi một đôi để cho anh em. Và súp là 7 triệu rưỡi, nhưng đợt này đang được còn là 6 triệu rưỡi một quả để cho mọi người, nhưng mà chưa còn phí ship anh em nhé. Đó, và 6 triệu rưỡi một quả, và cũng chỉ còn 7 quả để cho anh em, 7 quả cuối cùng đó để cho anh em vào dịp sinh nhật này được cho anh em. Thì đang xét đây cũng thể thấy luôn là cũng gặp một idol 200 kênh với anh Hải Ngô đó. Và qua khách đây thì là cũng chơi dân chơi loa bên nhà chính, rồi bên đây bên nhà phụ, rồi là anh em đang làm. Nói chung là đồ loa nát này sẽ là ấy sao đó thì Hải Ngô. Nói chung là phòng diện tích không gian này thì những bộ này thì nó lại vượt trội anh em ạ. Tại vì nói thật mọi người luôn, đây là diện tích có tầm 25 mét vuông rồi các bác. Đó, giờ vào tầm 25 mét vuông rồi, phòng kín giống như phòng ngủ của mình ấy. Diện tích nhà thì là cũng bán hoa anh em, thành phố Bắc Giang. Nhưng mà Bắc Giang thì anh em nói đến khu này để cho anh em biết rồi. Đấy, bán cây cảnh rất là nhiều, 2-3 cửa hàng cơ. Đó, nhưng mà đây là lắp cho ông bà hát vui cho anh em. Thì với bộ đó là quá là ok rồi. Và con vang thì nói chung là em đang ở đây thì là trên xe em đang còn và một đôi loa đồng trục để cho anh em. Tại vì bác nâng cấp lên là đôi loa đồng trục, đồng trục bát 30 thì anh em biết rồi. Đó, và trên xe em đầy, mai cũng về bực, phải chiều mai là em về Hưng Yên là cũng nâng cấp cho anh em. Đó là con vang V2 Plus này. Công thì anh em nên nhớ là công em đi thì cứ trung bình 1 triệu 1,5 triệu anh em nhé. Đó là công anh em. Đó là tiện thế đi thì anh em được như vậy các bác nhé. Đó, được chưa anh em. Đây là may mắn là bác khách, đây là em đi là em lắp luôn thì em tiện thế em nhận luôn cho anh em ở gần thôi. Nó chưa được sao mà tự nhiên đi nhận công 1 triệu 1,5 triệu đấy, không có đến sang xe anh em ạ. Đó là vang này đang còn trên xe em, đây là vang và mic JD được chưa anh em. Đó, anh em nào cần thì cứ alo cho em luôn. Đấy, thì em đi qua giao vào như là set up anh em như tiền công như vậy. Còn nếu như anh em nào ở thành phố Bắc Ninh hay là xung quanh Bắc Ninh, Bắc Giang ấy, thì em cũng có một ông anh đó là cũng bên setup, nên anh em nào cần cũng có thể là như thế. Có cái trình độ cao em hơn rất là nhiều. Nói chung là về trình độ setup mỗi người một kiểu, nhưng mà tất nhiên là anh em sẽ lắng nghe và xét theo phong cách của các bác, nên là anh em yên tâm. Đấy, nó làm sao, nói chung là setup thì anh em này, quan trọng nhất là về tiếng mic, và cũng như là đặc biệt hơn nữa là đồng bộ giữa sub và loa thôi, chứ còn mà để anh em mà chưa dùng sub thì cũng không cần thiết lắm. Đó, nếu anh em thấy mic đang hát ok rồi thì không cần thêm lãng phí làm gì cả. Còn nếu anh em mà thấy cảm giác như là cái loa mà sub nó chưa đồng bộ thì anh em cần anh em nhé. Đó, được chưa các bác. Thì với bộ dàn này thì lên cho anh em cái này là rất là ok rồi. Chứ anh em cái này thì kể cả như anh em chơi ngoài trời sân vườn vô tư rồi. Ôi, hình một đôi 40 này kể cả sau này đưa xuống chơi vẫn vô tư mà. Đó, đây có thể là tạm thời. Đó, đây cho anh em. Đó, với một quả súp giờ xếp. Con này nó là hàng hiếm anh em nhé. Thi thoảng một năm may ra có gặp được vài lô rồi. Đó, được chưa em. Và em đang còn cả súp hầm và súp mặt. Nói chung là tùy anh em không gian thôi, anh em chọn được chọn các bác nhé. Nó không gian ngắn thế này thì anh em lại chơi súp hầm vô tư, đúng không? Đấy, còn anh em nào mà chơi gọi như là dài, phòng nó dài được chưa anh em, dài mà không gian ngồi trời thì anh em có thể lựa chọn súp mặt được chưa mọi người. Đó, thì tùy theo các bác lựa chọn nhá. Và đây loa này thì là hàng chất rồi, anh em nào thích xem nội thất thì qua kênh em gửi cho xem 86 sao. Đó, và em nói lại luôn là con V2 Plus này là rất là hay anh em nhé. Đó, nhưng mà thật sự mọi người luôn là để sắp làm sao mà để nó trọn vẹn nhất. Tất nhiên là khi em gửi cho các bác thì em cũng sẽ gửi cho anh em vài cấu hình cơ bản thôi, chứ không để với bằng chuẩn 100% thì không không thể bằng ấy được. Còn các bác trong Nam thì anh em có thể là nhờ những người setup ở gần khu vực đó, hoặc các bác nếu cần tìm thì cứ alo cho em, sẽ hướng dẫn người cho. Đó, không vấn đề gì các bác nhé. Đấy, nên là anh em nào mà thích bây giờ là thích những bộ dàn thì cứ tính cho em là em sẽ đưa đồ đến tận nhà cho anh em, và giá như là công cán thợ setup riêng và tiền đi riêng đó anh em nhé. Còn bán kính tầm 20 km thì lại vô tư,
đúng không mọi người, em nói rất rõ trước cây rồi, bán kính là 20 cây thì em hỗ trợ cho các bác đó, còn tất nhiên là chỉ tính anh em tiền setup thôi, còn xa thì anh em biết rồi, tiền chi phí đi lại thì nó cũng như nhau cả thôi. Nói chung mọi người đó, nên là những anh em nào thích bộ già thì anh em có thể liên hệ bên cửa hàng Kia Audio chưa các bác. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nói chung là hôm nay là anh em nào hay xem cái kênh em là đấy, nhìn anh Hành Ngô nhé. Anh Hành Ngô cũng đi khá là xa để lên đây gặp nữa, là bán hàng anh Hành Ngô đấy bây giờ khá là nhiều rồi, mà cũng là một người anh mà thường xin xem kênh em rồi đó, nên là anh em lên đây ngồi nói chuyện một chút vui thôi đấy, để chúc mọi người. Ok thôi, hẹn anh em vào dịp tiếp theo nhá, và ngày mai em vẫn đang có lịch ở Bắc Ninh và Hưng Yên anh em nhá, nên anh em nào cần, còn ngày mai chắc em Bắc Giang thì em không ở nữa, nhưng mà vẫn có anh em làm ở trên Bắc Giang, nên là anh em nào cần ở Bắc Giang cần hỗ trợ ấy thì anh em cứ alo cho em đó, em sẽ báo giá anh em qua Zalo, còn tất nhiên anh em sẽ đi làm cho các bác thoải mái nhá. Đây, mối tính thì em sẽ chọn lấy 1-2 người gương mặt này tiêu biểu một chút này, đi làm cho các bác, nên các bác yên tâm cho mọi người đó, nên anh em cứ ok nhá. Còn anh em nào thích bộ già thì cứ liên hệ bên cửa hàng Kia Audio. Xin chào hẹn gặp các bác vào trong kênh Đỗ Live và đăng ký kênh anh em nhá. Xin chào mọi người ạ.